Bây giờ là 7 giờ. Thưa quý vị thính giả, đêm qua, đồng loạt các hãng tin của Mỹ và thế giới thông báo ông Joe Biden đã đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46. Bất chấp nhiều khiếu nại về gian lận, phiếu bầu và cuộc chiến pháp lý mà nhóm tranh cử của ông Donald Trump đưa ra, ông Joe Biden đã được các hãng tin sướng tên là Tổng thống mới của Mỹ. Và sau đây chương trình Theo dòng thời sự sẽ cùng các vị khách mời, các phóng viên thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại các điểm cầu Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, dư luận các nước, phân tích và bình luận sâu sắc các diễn biến hiện nay cũng như dự báo chính trường nước Mỹ. Và chương trình được phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 và live stream trên Facebook VV1 Thời sự. Quý vị và các bạn có thể tham gia ý kiến qua số điện thoại là 0243 934 9483. Hoặc là tương tác trên fanpage VOV1 Thời sự, thưa chị Bùi Chuyên. Và thưa quý vị, nước Mỹ đã phải trải qua 4 đêm không ngủ, hồi hộp với từng lá phiếu quyết định cuối cùng tại các bang chiến địa căng thẳng để có thể là gọi tên vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Và đến thời điểm này, ứng cử viên Joe Biden đã vượt qua con số hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để tuyên bố chiến thắng. Tuy nhiên, trên thực tế, chiến thắng của ông Joe Biden mới chỉ là dự báo của truyền thông Mỹ, trong khi vẫn cần phải chờ xác nhận kết quả kiểm phiếu của các bang. Theo quy định, các bang dự kiến sẽ phải đệ trình hết các đại cử tri của mình. Những người ngày 14 tháng 12 sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Quốc hội mới sẽ tuyên thệ vào ngày 3 tháng 1 năm sau. Điều gì đang và sẽ xảy ra với nước Mỹ đằng sau những lá phiếu? Liệu chiến thắng của ông Joe Biden có chắc chắn? Các vị khách mời của ngày hôm nay sẽ phân tích rõ cùng quý vị. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, chuyên gia phân tích quốc tế. Kính chào quý vị thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, chuyên gia nghiên cứu về Mỹ của Học viện Ngoại giao ạ. Vâng ạ, xin chào ông Tạ Minh Tuấn ạ. Vâng, chào biên tập viên Bùi Chuyện. Vâng ạ, vâng, chào anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với các phân tích và bình luận của hai vị khách mời, đầu cầu nước Mỹ với các diễn biến cập nhật mới nhất từ anh Phạm Huân sẽ cập nhật ngay sau đây cùng quý vị và các bạn ạ. Xin mời anh Phạm Huân ạ. Dạ vâng, xin chào các biên tập viên, các vị khách mời và quý thính giả. Theo cái kết quả thống kê của đa số hãng tin tức ở Mỹ tới ngày 7 tháng 11, thì ông Donald Trump vẫn chỉ có 214 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, thì ông Joe Biden đã có 290 phiếu đại cử tri, vượt quá cái con số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để có thể tuyên bố thắng cử. Trong ngày 7 tháng 11, thì ông Biden đã giành chiến thắng thêm ở hai bang Nevada với 6 phiếu đại cử tri và Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri. Về cái kết quả này thì các hãng tin tức Mỹ đã tuyên bố rằng là ông Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Tuy nhiên thì cái kết quả này mới chỉ dựa trên cái tính toán của truyền thông Mỹ, trong khi cái quá trình kiểm phiếu thì vẫn diễn ra và các quan chức bầu cử ở các bang thì vẫn chưa có xác nhận kết quả kiểm phiếu chính thức. Theo cái quy định bầu cử ở Mỹ thì các bang dự kiến sẽ phải đệ trình hết các cái đại cử tri của mình trước ngày 8 tháng 12. Và những cái người này trong ngày 14 tháng 12 thì sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Quốc hội mới thì vốn sẽ tuyên thệ vào ngày 3 tháng 1 năm sau thì sẽ tiến hành kiểm phiếu đại cử tri và tuyên bố chính thức ai sẽ là người thắng cuộc trong ngày 6 tháng 1. Như vậy thì hiện tại vẫn chưa phải là cái kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mặc dù là trong những cái lần bầu cử trước thì dự báo của truyền thông Mỹ thường khớp với cái kết quả chính thức cuối cùng. Vâng ạ. Thưa anh Phạm Huân ạ, với cái kết quả mà như truyền thông Mỹ mà đưa tin ý, thì người dân Mỹ ủng hộ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang có những cái phản ứng như thế nào ạ, thưa anh ạ? Vâng, có thể nói rằng là hôm nay thì là một cái ngày trọng đại và đáng vui mừng của những cái người ủng hộ đảng Dân Chủ trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là tại thủ đô Washington, thì đây được coi là một trong những cái thành trì của đảng Dân Chủ. Rất nhiều người đã xuống đường ăn mừng và bày tỏ cái sự ủng hộ với liên danh Biden-Harris. Và nhiều người thì đã bày tỏ tin tưởng rằng là cái liên danh này sẽ sớm đưa đất nước ra khỏi cái tình trạng hiện nay. Hầu hết các quan chức chính quyền, quốc hội thuộc đảng Dân Chủ thì cũng đã đăng đàn thể hiện cái sự vui mừng. Trong khi đó thì các cựu Tổng thống Dân Chủ bao gồm Jimmy Carter, Bill Clinton hay là Barack Obama thì đều đã có những cái thông điệp chúc mừng ông Biden.
Trong khi đó thì ở cái chiều ngược lại thì đây lại là một cái ngày không vui đối với cá nhân ông Trump và Đảng Cộng Hòa. Tại trung tâm nhiều thành phố lớn ở Mỹ thì rất nhiều người ủng hộ ông Trump cũng đã xuống đường kêu gọi bảo vệ cái tính trọn vẹn của hệ thống bầu cử Mỹ, cũng như là cáo buộc phe Dân Chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020. Hầu như là không có lãnh đạo Đảng Cộng Hòa nào lên tiếng trước cái thông tin về chiến thắng của ông Biden, trong khi cá nhân Tổng thống Trump thì lên Twitter tuyên bố rằng là ông mới là người thắng cử, đồng thời chỉ trích việc các giám sát viên không được tiếp cận các cái điểm kiểm phiếu. Ông Trump tuyên bố rằng là cái cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa được các cái bang xác nhận là người thắng cuộc. Ông Trump đồng thời cũng nhấn mạnh tới các cái biện pháp pháp lý để xác định ai mới là người thắng cử. Tới nay thì chiến dịch của ông Trump hiện vẫn tiếp tục các cái vụ kiện kết quả kiểm phiếu tại một loạt các bang, bao gồm là Michigan, Nevada và Pennsylvania. Và với cái tình hình hiện nay thì đúng là khả năng về một cuộc chiến pháp lý sau bầu cử là khó tránh khỏi. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Phạm Huân. Và chúng tôi xin nhắc lại là tham gia chương trình với VOV1 hôm nay có hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, chuyên gia phân tích quốc tế, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn tham gia chương trình với chúng ta qua số điện thoại. Thưa hai vị khách mời, các vị khách mời có nhìn nhận như thế nào về cái kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ? Trước hết xin mời Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ. Cái bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 này là một sự kiện rất đặc biệt. Có thể nói là cái dư luận quốc tế thường xuyên có thay đổi về cái kết quả bầu cử. Với tư cách là một người theo dõi quan hệ quốc tế thì tôi nghĩ rằng trước đây 3 tháng tôi đã cho rằng cái khả năng Joe Biden thắng cử là rất lớn. Bởi lẽ chúng ta phải hiểu được cái xã hội Mỹ vào cái thời điểm bầu cử 2020. Một cái xã hội đã bị phân hóa, đã bị chia rẽ và rơi vào 3-4 cuộc khủng hoảng một lúc. Nếu chúng ta căn cứ vào cái mong muốn của cử tri Mỹ về cái đất nước sau bầu cử, thì chắc chắn chúng ta có thể dự đoán được kết quả bầu cử. Và tôi căn cứ vào cái mong muốn cử tri Mỹ. Từ trước đến nay, cử tri Mỹ rất quan tâm đến vấn đề kinh tế xã hội. Nhưng bản thân cái COVID-19, trong 6 tháng vừa rồi đã tạo ra một cái bước ngoặt trong suy nghĩ cử tri Mỹ. Có thể nói từ năm 45 bây giờ, chưa bao giờ người Mỹ chìm một cái thảm họa khủng khiếp như COVID-19 như vậy. Cho nên buộc lòng cử tri Mỹ phải điều chỉnh cái mong muốn và họ chuyển cái lá phiếu. Từ trước đến nay vẫn quan tâm đến kinh tế, mà phải nói cho công bằng, Tổng thống Donald Trump đã có thành tựu rất lớn về khôi phục nền kinh tế Mỹ trong 3 năm 17, 18, 19. Những chính COVID-19 này đã làm sụp đổ toàn bộ những cái thành quả kinh tế của Donald Trump, đặc biệt là hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng. Cái điều này tác động rất lớn đến cử tri Mỹ. Chính vì thế bản thân tôi thì tôi không có gì là bất ngờ cả, và tôi đoán dự đoán trước được 2-3 tháng này. Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương. Còn chúng tôi bây giờ rất muốn nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn. Và chúng tôi có nhớ rằng là trong một talk show cũng của VOV thì ông cũng đã từng dự báo khả năng chiến thắng sẽ nghiêng về ông Joe Biden. Vâng, thực ra thì tôi không quá ngạc nhiên về cái kết quả bầu cử này. Tuy nhiên thì nếu mà nói không có ngạc nhiên nào thì cũng không đúng. Tại vì cá nhân tôi thì tôi nghĩ cái ngạc nhiên nhất ở câu chuyện này là cái tính kịch tính đến giây phút cuối cùng của cái kết quả bầu cử. Vì chúng ta nên nhớ là 6-7 bang cuối cùng mà đang kiểm phiếu và vừa kiểm phiếu gần như là xong ấy, thì lúc đầu thì toàn bộ là đều nghiêng về ông Trump cả. Và rất nhiều cái dự báo tại thời điểm đấy cho rằng là có thể ông Trump sẽ thắng cử. Thế thành ra là từng bước một là ông Biden, phiếu ông Biden tăng lên khi mà các cái phiếu bỏ qua thùng thư đến, và cái số phiếu cuối cùng là ông Biden đã vượt lên. Thì đây là cái tính phải nói là cạnh tranh từng ly từng tí qua từng quận, từng bang một. Thì đây là cái mà đối với tôi thì tôi nghĩ là nó là một trong những điều mà tương đối là ngạc nhiên, bởi vì nó quá kịch tính. Cái thứ hai mà tôi nghĩ nó có cái sự ngạc nhiên đây là cái số phiếu mà cử tri đi bầu quá lớn trong lịch sử Mỹ. Chưa bao giờ có nhiều người đi bầu như vậy. Và cả ông Trump lẫn ông Biden đều có thể nói được ghi vào lịch sử khi mà được số phiếu cử tri ủng hộ lớn đến như vậy. Ông Trump là suýt soát đến giờ này là gần 70 triệu phiếu và ông Biden là gần 74 triệu phiếu. Thì chênh nhau, và cái này nó tạo ra sự ngạc nhiên là cái sự chênh nhau tới tương đương với khoảng 4 triệu phiếu, làm khoảng cách khá xa. Thế cho nên là cái kết quả này đối với tôi mà nói thì vừa rất là không ngạc nhiên, nhưng mà vừa cũng khá là ngạc nhiên vì như một số các cái thành tố mà nó
nó kịch tính, cũng như là nó ít người nào nghĩ tới là nó lại có một cái khoảng cách như vậy và cái con số nó lớn như vậy. Thì tôi nghĩ cái bầu cử này vô cùng thú vị nếu mà chúng ta so với cả các cuộc bầu cử từ năm 2000 trở lại đây. Vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn ạ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Mỹ, người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới tối qua cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui, tâm lý thận trọng cũng là bầu không khí bao trùm. Ngay sau khi thông tin ứng cử viên Đảng Dân Chủ giành chiến thắng ngoạn mục trước đương kim Tổng thống Mỹ được đăng tải trên các kênh truyền thông, nhiều người dân Đức thể hiện rõ sự vui mừng, đặt kỳ vọng ông Biden sẽ có những biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 đem lại hiệu quả hơn trong thời gian tới. Nhiều người dân Đức cho biết, tuyệt vời, rất tuyệt vời, tôi rất vui. Ông Biden là một người rất tuyệt vời và điều này thực sự rất may mắn. Có thể ông Biden sẽ không thể xoay chuyển được mọi thứ, nhưng tôi hy vọng ông sẽ có những chính sách mới hướng tới một mối quan hệ bình thường hơn với các quốc gia châu Âu, trong đó có Đức và với NATO. Đó là điều tôi tin rằng ông Biden sẽ làm được. Không chỉ ở Đức, tại Pháp, nhiều người dân sinh sống tại thủ đô Paris cũng tỏ ra khá hài lòng và vui mừng trước kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Họ hy vọng nhiệm kỳ Tổng thống mới do ông Joe Biden dẫn dắt sẽ có thể thúc đẩy nền chính trị Mỹ trở lại bình thường, thiết lập các chính sách ngoại giao mềm mỏng và hợp lý hơn đối với các quốc gia khác. Bên cạnh đó, Pháp cũng đặt nhiều kỳ vọng ông Biden có thể đưa Mỹ trở lại Hiệp định Khí hậu Paris mà ông Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi cách đây không lâu. Tôi khá vui mừng khi ông Biden giành chiến thắng. Ông Trump đã làm một số điều khá sai lầm, ví dụ như ông ấy quyết định rời bỏ Hiệp định Khí hậu Paris. Và tôi nghĩ một trong những điều đầu tiên mà Biden sẽ làm là cố gắng ngăn chặn tất cả các luật mà gần đây ông Trump đã ban hành. Vì vậy, nhiều khả năng Mỹ sẽ tham gia lại thỏa thuận Paris. Đây là một điều tốt và rất đáng mong đợi. Chúng tôi cảm thấy mừng cho người dân Mỹ. Điều đó thật tốt. Chúng tôi hy vọng nước Mỹ sẽ ngày càng trở nên tốt hơn trong những năm tới, sẽ tốt hơn so với các chính sách của ông Trump trong những năm trước đây. Khác với nhiều quốc gia châu Âu, tất nhiên người dân là tôi cảm thấy rất hạnh phúc sự thận và trọng tất cả người dân Palestine cũng vậy. Tôi chắc chắn như vậy. Bởi vì ông Donald Trump trước đó đã có những quyết định làm tổn thương người dân Palestine, thậm chí cả người Ả Rập. Chúng tôi hy vọng rằng nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ mới sẽ thay đổi các chính sách liên quan đến người Palestine, không ủng hộ bất kỳ sự chiếm đóng nào. Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có nhiều thay đổi trong chính sách đối với Trung Đông, đặc biệt đối với người Palestine. Việc nhà lãnh đạo Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hay việc chuyển đại sứ quán tới đây đã khiến cuộc đấu tranh của người Palestine về một nhà nước Palestine độc lập và chủ quyền hơn trở nên khó khăn hơn. Thưa quý vị, mặc dù ứng cử viên Joe Biden về lý thuyết đã vượt qua số phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống, nhưng mà cuộc đua vào Nhà Trắng chưa vì thế mà hạ nhiệt khi mà đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump đã kích hoạt các động thái để chuẩn bị cho một cuộc chiến trên mặt trận pháp lý. Mặt khác thì đội ngũ của ông Joe Biden cũng đã huy động một đội ngũ luật sư đông đảo để có thể là chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, các vấn đề pháp lý đang đặt ra với diễn biến hậu bầu cử của nước Mỹ đến thời điểm này là gì ạ, thưa ông? Cái này thì chúng ta cũng đã bàn từ mấy ngày hôm nay rồi. Đối với cả cái cuộc chiến pháp lý này, chủ yếu là chúng ta biết là từ phe của Tổng thống Trump thì ở đây có mấy vấn đề mà họ đang nói. Thứ nhất là cái chuyện họ cáo buộc về gian lận bầu cử. Gian lận là thế nào? Ở đây họ cáo buộc là có những cái phiếu mà là kể cả tên của những người đã khuất rồi cũng có, rồi là phiếu mà bị song trùng, thế rồi là những cái phiếu mà đóng dấu không hợp lệ hoặc là chữ ký không hợp lệ, rồi là cái quy trình mà kiểm phiếu thì người ta cũng cáo buộc là có vấn đề, chẳng hạn như là không cho các cái quan sát viên của phe Cộng hòa vào để giám sát cái quá trình kiểm phiếu. Thế thì rất nhiều các cái mà phe của ông Trump cáo buộc thì đang trở thành những cái căn cứ để mà họ kiện lên tòa án liên bang rồi tòa án tối cao. Tuy nhiên thì nếu chúng ta theo dõi tin thì mới đây nhất thì là thẩm phán của tòa án liên bang cũng đã bác bỏ một cái gọi là một cái cáo buộc về kiểm phiếu của phe ông Trump tại quận Clark chẳng hạn, dự thế. Thì tức là cái cuộc chiến này nó cũng đang tiếp tục diễn biến rất là phức tạp, và nếu mà lên đến tòa án tối cao ấy thì tôi nghĩ là nó sẽ còn phức tạp nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là
khi mà lên được đến tòa án tối cao ấy, thì tất cả các cái vấn đề ở dưới là cơ bản là giải quyết nó phải tương đối là rõ ràng rồi thì người ta mới đưa lên, có luận cứ rồi người ta đưa lên được. Và khi có những luận cứ như vậy thì tức là cái kết quả bầu cử này nó sẽ gây tranh cãi rất nhiều. Thế thành ra tôi nghĩ là cái này nếu mà lên đến toàn tối cao thì nó sẽ có thể kéo dài cuộc chiến này trong vòng từ 1.5 đến 2 tháng nữa, thì lúc đấy cực kỳ là phức tạp. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Tạ Minh Tuấn. Và theo thông tin chúng tôi được biết là trong thông cáo sau khi các hãng tin sướng tên ông Joe Biden là tổng thống đắc cử thì ông Trump cho biết bầu cử còn lâu mới kết thúc và chiến dịch tranh cử của ông sẽ khởi kiện vào ngày 9 tháng 11. Và ông Trump cũng tuyên bố là Joe Biden đang vội vã đóng giả làm người chiến thắng, song chưa đưa ra bằng chứng. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông đánh giá như thế nào về động thái của các bên hiện nay với những vấn đề mà tranh cãi pháp lý mà tiến sĩ Tạ Minh Tuấn cũng vừa chỉ ra, là các luật bầu cử hay là hiến pháp của Mỹ quy định sẽ xử lý các tình huống này như thế nào ạ, thưa Thiếu tướng ạ? Trước hết tôi đồng ý về ý kiến của tiến sĩ Thẩm Minh Tuấn. Tôi muốn nói thêm xung quanh cuộc chiến pháp lý sau bầu cử là như thế này. Trước hết chúng ta phải hiểu Hoa Kỳ là một quốc gia mà có số lượng các bộ luật lớn nhất hành tinh này. Cái xã hội Mỹ, mọi hành vi đều va chạm một luật pháp. Nó khác với châu Âu, khác với Nhật Bản và khác với Việt Nam chúng ta. Cái xã hội được thiết kế trên nền tảng một hệ thống pháp luật dày đặc. Vì thế, mọi hành vi gian lận, vi phạm đều được tham chiếu theo luật pháp cả. Mặc dù vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã có những cái phản ứng gay gắt và đòi kiện ra tòa án về những cái gian lận trong bầu cử. Về luật pháp Mỹ thì trong xoay vấn đề có hai cái cấp độ. Tổng thống Donald Trump có thể kiện ra cái tòa án cấp bang. Và nếu như gian lận xảy ra tại bang nào thì tòa án của bang ấy có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu như những vấn đề mà còn mắc mớ liên quan nhiều bang thì thuộc thẩm quyền tòa án tối cao. Trong trường hợp này, có lẽ cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu từ các bang. Và tòa án tối cao của từng bang một có quyền đưa ra phán quyết về kết quả bầu cử của bang này. Nếu như mà tổng hợp kết quả phán quyết của các bang mà làm cho Tổng thống Donald Trump không vừa lòng, tiếp tục kiện lên tòa án tối cao, thì tòa án tối cao buộc lòng phải tập hợp toàn bộ thông tin chứng cứ để nghiên cứu đưa ra phán quyết. Người ta có một dự luận rằng là hiện nay cái tòa án tối cao là Đảng Cộng Hòa chiếm 6 ghế trên 9 ghế. Và hy vọng rằng tòa án tối cao sẽ nghiêng về Tổng thống Trump. Tôi thì nghĩ khác. Bởi vì tất cả mọi tòa án cấp bang và cấp tối cao của Mỹ, người ta rất trọng chứng cứ. Những cái phê phán, những cáo buộc của Tổng thống Trump phải đưa ra những cái cụ thể. Gian lận như thế nào? Gian lận, cái biểu hiện gian lận ở đâu? Cái tỷ lệ số phiếu gian lận này có làm thay đổi được cái cơ cấu cái phiếu bầu cử không? Tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều cái trường hợp trong 244 năm nước Mỹ cũng đã kiện nhau rồi. Nhưng mà đấy là dự ứng cử viên có suýt soát bầu cử. Ví dụ như một người được 274, một người được 266. Hay là một người 272, một người 268, nó tranh nhau trong phạm vi 10 phiếu, 5 phiếu thôi của đại cử tri, thì cái khả năng kiện là rất lớn. Nhưng bây giờ, đến giờ phút này, theo cái truyền thông của Mỹ, là Joe Biden đã chiếm đến 290 phiếu đại cử tri rồi. Cách rất xa đến Tổng thống đương nhiệm. Vì thế, cho dù cuộc chiến pháp lý sau mùng 3 tháng 11 sau bầu cử này sẽ diễn ra quyết liệt, nhưng mà tôi nghĩ rằng rất khó đảo ngược được tình thế. Vâng. Bởi hai lẽ. Một là tất cả những cái điều cáo buộc của Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra được những chứng cứ thuyết phục để các cấp tòa án đưa ra phán quyết. Cái điều thứ hai là cái cách biệt khá lớn, có thể nói như vậy. Cái cách biệt này rất khó đảo ngược tình thế được. Nhưng với tính cách của Tổng thống Donald Trump thì chắc chắn tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến pháp lý này còn kéo dài, còn phức tạp. Nhưng mà cuối cùng có lẽ sẽ chấp nhận cái kết quả bầu cử đối với Tổng thống Joe Biden, có lẽ như vậy. Vâng. Nhưng cuộc chiến đấu còn kéo dài lắm. Vâng.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cương, thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, nhiều ý kiến cho rằng là cuộc chiến pháp lý giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm nay sẽ khiến nước Mỹ rơi vào một cuộc khủng hoảng hiếm có từ trước đến nay, và đồng thời nó cũng đang thể hiện sự phân rẽ chưa bao giờ rõ ràng hơn thế ngay trong lòng nước Mỹ. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào ạ? Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm như vậy. Trước hết chúng ta phải thấy thế này, cái nước Mỹ không phải bây giờ mới chia rẽ đâu ạ. Cái tình huống chính trị của Hoa Kỳ vào năm 2016, cái bầu cử tổng thống thứ 45 đấy, có thể nói tổng thống Donald Trump tại sao giành chiến thắng là một người không thuộc vào cái giới tinh hoa truyền thống Hoa Kỳ, là một doanh nhân ra ứng cử và thành công, để được cái điều hy hữu nhất trong lịch sử 140 năm Hoa Kỳ. Tại sao như vậy? Vào thời điểm 2015-16, trước bầu cử 16 nữa, nước Mỹ thì bị chia rẽ khủng khiếp rồi. Chia rẽ mặt chính trị giữa hai đảng, chia rẽ mặt chính trị giữa các cộng đồng dân cư trong nước Mỹ, đặc biệt là cử tri Mỹ có thể nói giảm hẳn, nếu không muốn nói là không tin, cái giới tinh hoa truyền thống. Theo quan điểm của đa số cử tri Mỹ, giới tinh hoa truyền thống họ nói nhiều làm ít, họ thậm chí là không làm. Cho nên có thể nói là cái bước ngoặt bắt đầu từ năm 2016. Người ta dồn phiếu đại cử tri cho Donald Trump là vì người ta không tin các ứng cử viên thuộc tinh hoa truyền thống. Người ta cần thay đổi. Nước Mỹ cần phải thay đổi. Vâng. Và vì thế, Donald Trump thắng. Cái chỗ này đúng muốn nói rằng là cái tình huống chính trị này tạo điều kiện cho Tổng thống Trump. 4 năm vừa rồi, cái khủng hoảng trong xã hội nước Mỹ cũng chưa khắc phục được bao nhiêu cả. Cái COVID-19 đã đẩy nước Mỹ vào 3 cuộc khủng hoảng lồng ghép với nhau. Khủng hoảng về nhân đạo, về nhân sinh, về COVID-19. Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng chính trị xã hội trong lòng nước Mỹ. Có thể nói là từ năm 1776 đến bây giờ chưa bao giờ nước Mỹ rơi vào khủng hoảng trầm trọng về chính trị xã hội, về kinh tế, kể cả khủng hoảng nhân đạo lớn như này. Xin mời anh. Đây là cái bối cảnh. Với cái bối cảnh ấy quá bức bách, cũng đặt ra một vấn đề buộc cử tri Mỹ phải lựa chọn. Và chính những ngày vừa qua họ quyết định thay đổi. Vì thế ông Joe Biden mới giành được chiến thắng. Tôi cho là cái nước Mỹ vào cái năm 2020 này là một cái thảm họa. Theo tôi nghĩ từ năm 1776 đến bây giờ chưa bao giờ nước Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng lớn như ngày nay. Trên tất cả mọi phương diện, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng xã hội. Đấy chưa nói là cái đối thoại, cái mâu thuẫn sắc tộc cũng đậm nét trong cái năm 2020 này. Đấy là cái tình cảnh, cái tình huống chính trị mà Tổng thống mới, Tổng thống thứ 46 Hoa Kỳ phải đối mặt trong 2020-2024 này. Vâng ạ, và rõ ràng là trong lòng nước Mỹ đã có cái sự chia rẽ sâu sắc rồi, đúng không ạ? Và cái sự phân rẽ này cũng đã khiến cả xã hội và chính trường Mỹ bị tác động và cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ. Thưa tiến sĩ Tạ Minh Tuấn ạ, là người nghiên cứu sâu sắc về Mỹ, tiến sĩ có nhận định như thế nào về nước Mỹ năm 2020 và nước Mỹ vào những cái thời điểm trước đây ạ? Thưa ông ạ. Vâng, trước hết là tôi rất là đồng tình và chia sẻ quan điểm của Thiếu tướng Lê Văn Cương. Bởi vì cái cách phân tích của Thiếu tướng Cương đã cho một cái phông rất là lớn về cái xã hội tại cái thời điểm năm 2020 này. Tuy nhiên ý, thì chúng ta thấy rằng là năm 2020 thực sự là rất khác so với cả các năm trước đây. Ngoài những cái yếu tố mà phó sư tiến sĩ Lê Văn Cương đã phân tích, thì tôi muốn nói thêm mấy cái việc thế này. Thứ nhất ý, là năm 2020 đối với nước Mỹ thì cái việc là bị COVID rất là nặng như thế, nó không đơn thuần chỉ là một cái đại dịch. Cái COVID này, mặc dù COVID chúng ta biết là một trong các động rất lớn để xoay chuyển giá phiếu của ông Biden, thì chính là nó bộc lộ ra rất nhiều các cái hạn chế của nước Mỹ, đặc biệt đối với riêng cá nhân ông Trump cũng như là chính quyền ông Trump, đó là cái cách vận hành đất nước và cách quản lý đất nước. Thì có lẽ là cái tính cá nhân của ông Trump rất là lớn cái việc quản lý đất nước này và cái cách đối phó với dịch bệnh. Cái dịch bệnh này có vẻ dưới cái góc độ của cái người làm kinh tế nhiều hơn là cái người làm về chính trị, về xã hội. Cho nên là cái cách giải quyết của ông ý, tôi nghĩ là nó không hoàn toàn là chuẩn
cho nên là cuối cùng là để cho dịch bệnh nó bùng phát, tới một cái nước Mỹ mà hùng mạnh nhất thế giới như vậy mà cuối cùng bây giờ trở thành cái nơi bị đại dịch mà nặng nhất thế giới, thì tôi nghĩ đấy là một cái điều có lẽ là bất kỳ người Mỹ nào cũng cảm thấy rất là băn khoăn và đặt dấu hỏi tại sao lại như vậy, có lẽ là cũng cảm thấy phải xấu hổ về cái chuyện như vậy. Thì đấy là một cái điểm mà rất khác biệt, là cái Covid nó làm cho cái tình hình nước Mỹ nó thay đổi hẳn. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ rằng là mà rất ít người cái chuyện này trong cái bầu cử Mỹ, đó là cái thực sự là trong 4 năm vừa rồi thì tổng thể đối với người Mỹ thì một số bộ phận người dân Mỹ thì người ta thấy rồi là rất nhiều thứ tốt, nhưng mà về vị thế của trong 4 năm vừa là cơ bản là đi xuống. Mà là ông Trump về đối ngoại có được một vài thành tích, nhưng nhìn chung tổng thể là vị thế nước Mỹ trong con mắt của thế giới là đi xuống. Và đây là một cái điều đối với một siêu cường trên thế giới, đặc biệt siêu cường số 1 trên thế giới, cái người cầm trịch trong quan hệ quốc tế này, thì đấy là điều rất khó chấp nhận. Những cái người mà quan tâm đến đối ngoại, quan tâm đến nước Mỹ, quan tâm đến cái gọi là chính ông Trump nói là sự vĩ đại của nước Mỹ, thì người ta cảm thấy là rất có vấn đề. Trong 4 năm vừa rồi là thế giới nhìn vào nước Mỹ với một con mắt là kỳ lạ. Và cá nhân tôi quan sát nước Mỹ khá là lâu rồi, tôi cũng cảm thấy có, thực sự tôi cũng cảm thấy cái điều là chia sẻ rất nhiều ý kiến của các nhà quan sát của Mỹ là cái vâng nhanh như vậy. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Tạ Minh Tuấn. Mà The Guardian còn nói rằng là người dân Mỹ đã thay một nhà kinh doanh bất động sản và ngôi sao truyền hình thực tế không có kinh nghiệm chính trị bằng một người đã có gần 50 năm trong sự nghiệp chính trị và hai lần tranh cử không thành công. Và với cái những mà thay đổi khá lớn và sự mâu thuẫn phân rẽ sâu sắc như vậy, vậy thì đâu là hệ lụy đối với nước Mỹ ngay tại thời điểm này? Và đây cũng chính là những cái thách thức trong cái nhiệm kỳ tới đây mà như Thiếu tướng Lê Văn Cương có phân tích ở phần đầu chương trình đối với ông Joe Biden. Và Thiếu tướng có thêm cái ý kiến gì về cái vấn đề này không ạ? Thật ra có thể nói là nước Mỹ đang rơi vào cái cuộc đại khủng hoảng trên mọi phương diện, cả về kinh tế, cả về chính trị, cả về xã hội. Chính như cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay sau bầu cử này đặt ra một thách thức rất lớn cho 238 triệu người Mỹ nói chung và Tổng thống thứ 46 nói riêng. Trước một cái chia rẽ và thách thức lớn như vậy, thì cái việc lựa chọn chính sách đối với Tổng thống thứ 46 là cực kỳ khó khăn, có thể nói. Về mặt quy mô mà nói thì cả những cái số lượng những vấn đề lớn đè nặng lên vai Tổng thống thứ 46. Về tính chất mà nói thì mỗi cái thách thức như vậy đều có cái chiều sâu của nó mà không dễ dàng giải quyết trong một sớm một chiều được. Chính cái cuộc khủng hoảng này của nước Mỹ trên mọi phương diện này đã tạo rất khó khăn cho Tổng thống thứ 46 trong việc giải quyết những vấn đề của nội bộ nước Mỹ cũng như những vấn đề quốc tế. Mà trong các vấn đề này, tôi cho vấn đề trước hết và chủ yếu trước mắt đối với Tổng thống thứ 46 là phải giải quyết được cái đại dịch COVID-19 song song với nó là khôi phục từng bước ổn định nền kinh tế. Nói gì thì nói, nếu như kinh tế Mỹ tiếp tục sa sút thì toàn bộ những vấn đề khác cũng sẽ sụp đổ. Vai trò của Mỹ trên thế giới sẽ sa sút nghiêm trọng nếu như nền kinh tế Mỹ không được khôi phục. Trên vấn đề cái cuộc khủng hoảng sau của bầu cử này đè nặng lên Tổng thống thứ 46 này trên mọi phương diện, cả về chính trị, cả về kinh tế, cả về xã hội, và cũng gây khó khăn cho Tổng thống một trong việc lựa chọn chính sách. Và nói gì thì nói, tôi tin rằng Hoa Kỳ, cái giới tin qua Hoa Kỳ, họ cũng có đủ điều kiện thông minh. Ở mức độ thấp nhất, họ buộc lòng phải hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề bức bách. Mà cái nguyện vọng chính đáng của 328 triệu cử tri Mỹ đòi hỏi vấn đề lúc này là đời sống, là sinh mệnh, là cuộc sống bình thường. Những vấn đề khác phải để ra phía sau. Tôi cho đây những khách thiết hiện nay. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương. Thưa hai vị khách mời và thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa bàn về câu chuyện đoàn kết nước Mỹ, còn về vấn đề kinh tế, điều mà cử tri Mỹ luôn đặc biệt quan tâm. Trước cuộc bầu cử thì ông Biden được cho là một người chưa có sự rõ ràng về các chính sách điều hành kinh tế. Trong khi đó thì ông Donald Trump được cho là đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ về thành quả kinh tế, với tỷ lệ thất nghiệp giảm và kinh tế thì tăng trưởng mạnh. Và giờ đây khi mà sẽ trở thành tổng thống mới của Mỹ thì thưa tiến sĩ Tạ Minh Tuấn ạ, ông Biden sẽ phải đối mặt với những thách thức về phát triển kinh tế như thế nào ạ? Vâng,
Trước hết thì chúng ta thấy là rất nhiều các cái ý kiến liên quan đến chuyện chính sách kinh tế của ông Biden. Trong đó thì tôi nghĩ cái khó khăn nhất hiện nay giải quyết vấn đề kinh tế thì chưa phải là vấn đề kinh tế mà là vấn đề Covid. Bởi vì nếu không giải quyết được vấn đề Covid ý, thì không bao giờ giải quyết được vấn đề kinh tế cả. Cho nên là nếu chúng ta để ý cái bài phát biểu vào ngày hôm qua của ông Biden thì ông ý cũng đặt lên vấn đề Covid lên đầu tiên, rồi đến kinh tế, rồi đến vấn đề biến đổi khí hậu, rồi các vấn đề liên quan đến sắc tộc. Thế thì chúng ta thấy rằng là ông đã có nhen nhóm hé cho chúng ta thấy rằng là vấn đề muốn giải quyết về kinh tế thì phải giải quyết vấn đề Covid. Đây là hai cái mặt của một đồng xu, hệ lụy liên quan lẫn nhau. Thì tôi nghĩ là trước hết là ông ý lên đầu tiên là ông ta sẽ giải quyết vấn đề Covid. Thì từ đấy bắt đầu mới mở cửa dần dần nền kinh tế. Và ông ý khi mà tranh cử ấy, thì bị phe của ông Trump luôn luôn đả kích, nói rằng ông ý là ứng cử viên của lockdown, tức là đóng cửa. Tức là khi ông Trump lên, khi ông Biden lên thì chắc chắn là sẽ có những cái giãn cách xã hội, sẽ có đóng cửa doanh nghiệp, đóng cửa các cái nhà hàng khách sạn v.v. Nhưng mà ông Biden ông nói rất rõ là ông ấy không phải là người của lockdown, tức là không phải người của đóng cửa, mà ông sẽ có những biện pháp cụ thể để mà phục hồi kinh tế từng bước phù hợp với cái việc là chống lại dịch Covid. Thì tôi nghĩ đây là một cách tiếp cận rất là đúng mà hầu hết các nước trên thế giới bây giờ cũng đang làm. Đấy là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai về kinh tế, đương nhiên là từ cái đó phải liên quan đến vấn đề thất nghiệp thì phải giải quyết cái vấn đề thất nghiệp là bây giờ đang rất lớn phó giáo sư Cương cũng ở trên cũng vừa đề cập. Nhưng mà vấn đề thứ ba thì rất ít người nói đến, đó là vấn đề ông ta nói về năng lượng. Thì ở đây là nó liên quan đến năng lượng và biến đổi khí hậu. Ông ta muốn cải tiến cái ngành năng lượng của Mỹ, chuyển dần sang là ngành năng lượng tái tạo. Thì đây là một cái quyết định sẽ rất là lớn, mang tính đột phá cho kinh tế Mỹ, bởi vì chúng ta biết kinh tế Mỹ là dựa vào năng lượng truyền thống rất là lớn. Thì bây giờ là nếu mà chuyển sang cái năng lượng tái tạo ấy, thì nó sẽ xoay chuyển rất là nhiều các cái ngành công nghiệp ở Mỹ. Thì tôi nghĩ đây là một cái cũng là hé lộ trong cái chính sách về kinh tế của ông Biden. Nên là có lẽ là chỉ trong vòng 15-20 phút nữa thôi, tức là 8 giờ giờ Việt Nam thì cũng là 8 giờ giờ Washington, chúng ta sẽ nghe ông Biden phát biểu chính thức. Thì trong đó tôi tin rằng ông ấy cũng sẽ có đề cập, không thật chi tiết nhưng sẽ có đề cập đến vấn đề kinh tế và phục hồi kinh tế trong cái câu chuyện phát biểu của ông ấy. Thì chúng ta sẽ đợi thêm xem. Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Tạ Minh Tuấn. Và thưa quý vị, thông tin thêm về tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ, thì cho đến nay thì quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ, với hơn 240.000 ca tử vong trong tổng số hơn 10 triệu ca nhiễm. Và tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ có nguy cơ khó kiểm soát hơn khi mà biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố sau ngày tổng tuyển cử mùng 3 tháng 11, và dịch bệnh cũng đã lây lan trong các quan chức chính phủ, trong đó tránh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows là quan chức mới nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Vâng ạ, thưa hai vị khách mời, mà điều mà công chúng hết sức quan tâm hiện nay là chính quyền của ông Biden sẽ hành động ra sao sau khi tiếp quản Nhà Trắng. Thiếu tướng Lê Văn Cương có cái nhìn nhận như thế nào? Vừa rồi tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến của tiến sĩ Tạ Minh Tuấn. Trong cái tuyên ngôn tranh cử của ứng cử viên Joe Biden, tôi ý thức được một điều mà ông ta nhắc đi nhắc lại trên mọi diễn đàn. Đấy là tập trung xử lý cái đại dịch COVID-19. Ở đây chúng ta phải thấy rằng có một nguyên nhân sâu xa từ cá nhân ông Joe Biden. Của những năm 70 của thế kỷ trước, thì vợ và con ông Joe Biden mới chết tai nạn. Vâng. Đầu thế kỷ này thì con gái lớn cũng chết vì ung thư. Nhưng một con người mà bị một cái tán gia nặng nề như vậy, ba người thân chết, và cộng với cái thảm họa COVID này nữa, chứ có thể nói rằng là cái ưu tiên số 1, đúng như tiến sĩ Tạ Minh Tuấn nói, là sau khi bầu cử là bằng mọi cách phải đẩy lùi được COVID-19. Đây có nguyên nhân từ cá nhân rồi đấy, phải nói thẳng như vậy. Nhưng mà cũng là vấn đề đầu tiên, vấn đề số 1 mà Tổng thống Thư Môn sau phải giải quyết là vấn đề COVID. Mà không giải quyết được COVID thì mọi chuyện để phía sau. Còn riêng về vấn đề năng lượng thì tôi muốn bổ sung thêm ý kiến tiến sĩ Tạ Minh Tuấn là thế này. Vấn đề thay đổi cái năng lượng tái tạo là một vấn đề, một quá trình. Trên Tổng thống Joe Biden thứ 46 này khó có thể thực hiện ngay một lúc trong nhiệm kỳ này được. Bởi vì rằng cái thay một cái hệ thống cung cấp năng lượng mới như vậy nó đụng chạm lợi ích của hàng trăm tập đoàn kinh tế. Cái điều này không đơn giản đâu ạ. Cho dù ông ta muốn cái ý tưởng là tích cực, tôi cho mình phải thừa nhận ý tưởng tích cực là tốt. Nhưng trong điều kiện xã hội Mỹ, nó bị cản trở và rất lớn cái lợi cả tập đoàn kinh tế. Chứ nó không dễ dàng mà thấy cả cái
cái năng lượng tái tạo bằng cái thấy cái than, cái dầu mỏ mình tái tạo. Cái chuyện này ý tưởng thì tôi cho là tốt, nhưng mà cũng có một quá trình và ông ta sẽ làm từng bước một thôi. Nếu không va chạm vào lợi ích của tập đoàn kinh tế thì cực kỳ khó khăn. Vâng, và các chính sách của cái chính quyền ông Joe Biden thì được tin là sẽ phụ thuộc phần lớn vào cái việc phe nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Và kết quả cuộc đua vào cơ quan lập pháp này dự kiến phải tới sau cuộc bỏ phiếu vòng 2 ở Georgia vào tháng 1 năm sau thì mới hạ ngũ. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ một trong số các quốc gia theo dõi chặt chẽ các diễn biến bầu cử tại nước Mỹ là Trung Quốc, đối trọng hàng đầu của Mỹ hiện nay. Và dư luận nước này cũng quan tâm đến bầu cử Mỹ cũng như các diễn biến mới nhất như thế nào. Phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói tại Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ thông tin cùng quý vị. Xin mời chị Bích Thuận ạ. Vâng, xin chào Đồng Cầu Hà Nội, xin chào quý vị thính giả. Mặc dù là lãnh đạo nhiều nước trên thế giới thì đã gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden về chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, nhưng mà đến thời điểm này thì lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa có bất cứ một động thái nào. Tuy nhiên thì báo chí và chuyên gia nước này thì đã bắt đầu có những nhận định về quan hệ Trung Mỹ dưới thời của ông Biden. Nhìn chung thì là dư luận Trung Quốc cho rằng là trong thời gian tới chính sách cơ bản của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Ông Biden chưa hẳn sẽ quay lại thời đại Obama trong xử lý quan hệ với nước này. Chính sách với Trung Quốc thì có thể là một trong những di sản lớn của chính quyền Tổng thống Trump để lại cho người kế nhiệm. Cạnh tranh vẫn sẽ là dòng chính trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, nhưng ông Biden sẽ nghiêng về các cạnh tranh chiến lược và an ninh hơn là thuế quan và thương mại. Mặc dù là căng thẳng, thậm chí là xung đột giữa hai bên chưa có dấu hiệu giảm bớt, nhưng mà cạnh tranh giữa hai nước thì theo nhận định của các chuyên gia, Trung Quốc là sẽ có một quãng thời gian để tạm nghỉ. Một số cơ chế đối thoại và liên lạc song phương có thể sẽ được nối lại. Hợp tác trong các lĩnh vực như là biến đổi khí hậu, chống dịch có thể được xem xét. Ngoài ra thì một trong những điều mà các chuyên gia Trung Quốc lo ngại là trước thời điểm chuyển giao quyền lực vào tháng 1, thì chính quyền của ông Trump có thể sẽ tận dụng cái cơ hội cuối cùng này để tiếp tục phá hoại quan hệ với nước này. Có chuyên gia Trung Quốc thì từng nhận định rằng là việc mà ông Biden đắc cử sẽ là lựa chọn ít tồi tệ nhất đối với Trung Quốc vào lúc này và cũng là lựa chọn mà Bắc Kinh có thể chấp nhận được. Thì đây là quan điểm mà nhận được khá nhiều là sự tán đồng hiện nay trong dư luận của Trung Quốc. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Bích Thuận. Thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc chia sẻ về những quan điểm của giới chuyên gia Trung Quốc liên quan đến vấn đề về chính sách của đối với Trung Quốc khi mà Tổng thống thứ 46 lên nhậm chức. Chúng tôi xin được hỏi Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, với quan điểm của ông dự đoán thế nào về chính sách đối ngoại với Trung Quốc của Tổng thống mới của Hoa Kỳ ạ? Để bàn về chính sách đối với Trung Quốc của Tổng thống thứ 46 thì chúng ta phải xem lại cái chính sách của Tổng thống Obama và Tổng thống Donald Trump trong 8 năm vừa rồi. Thật ra mà nói thì cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc đã có một cái bước chuyển từ từ, nhưng có lẽ bước ngoặt là bắt đầu trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Ngay năm 2010, Tổng thống Obama đưa ra cái chiến lược xoay trục sang châu Á. Vâng. Tức là chỉ tính qua Hoa Kỳ đã có một cái thay đổi rồi đấy. Nhưng mà 4 năm thứ hai của Tổng thống Obama này chưa làm được bao nhiêu. Cái xoay trục sang châu Á chủ yếu mới tuyên bố và củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác châu Á là chủ yếu. Vâng. Những hành động thực tế thì chưa nhiều. Vâng. Nhưng rõ ràng đến 4 năm cầm quyền của Tổng thống Trump, thế nhưng hành động này trở nên quyết liệt rõ ràng hơn trên phương diện kinh tế, phương diện chính trị, an ninh, quốc phòng. Có thể xem cái bước ngoặt là bắt đầu cái chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump tháng 12 năm 17. Vâng. Và chiến lược quốc phòng tháng Giêng 2018. Ở đây, chính giới Mỹ tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc lần đầu tiên trong lịch sử 144 năm Hoa Kỳ đưa vào văn kiện chính thức của nhà nước coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Hoa Kỳ trong thế kỷ 1. Thực chất trong văn bản nhà nước họ nói đối thủ cạnh tranh, nhưng thật ra trong suy nghĩ tính toán của Lầu Năm Góc và phòng ngôi dục, họ xem Trung Quốc là đối thủ số 1, là cái quốc gia mà nó muốn cạnh tranh, muốn đẩy Mỹ ra khỏi vị trí trung tâm thống thế giới. Cho nên bản thân cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mỹ, với Trung Quốc được thay đổi từ thời Obama, mới tạo ra bước ngoặt trong
trong thời Tổng thống Donald Trump. Và cái bức màn này không có chỗ lùi nữa. Có thể nói lần đầu tiên trong cái tổng nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Obama, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về cơ bản họ có nhận thức thống nhất về Trung Quốc. Đây là cái điều hoàn toàn bất lợi cho Trung Quốc. Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn có khả năng lợi dụng cái mối mâu thuẫn giữa hai đảng trong vấn đề Trung Quốc. Nhưng về cơ bản, quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, giữa hai đảng về cơ bản thống nhất nhau rồi. Và vì thế, đừng có nghĩ rằng Tổng thống Joe Biden sẽ có một cái thái độ mềm mỏng hoặc là cái mức độ đấu tranh với Trung Quốc là thấp. Bản chất về nguyên tắc, Tổng thống từ 46 vẫn xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh. Nhưng biện pháp, các cái công cụ để tác động với Trung Quốc thì tôi đồng ý với nhiều học giả trong vòng ngoài nước rằng là Tổng thống Joe Biden sẽ lựa chọn một công cụ khác, phương thức khác, theo định hướng mềm mỏng hơn. Vẫn là đối đầu về kinh tế, vẫn là hợp tác cạnh tranh về kinh tế, còn lâu mình mới tách khỏi Trung Quốc về kinh tế được. Nhưng một cái xu hướng giảm dần phụ thuộc vào Trung Quốc, đây là cái xu hướng. Về quốc phòng an ninh, Tổng thống thứ 46 vẫn theo cái đường hướng cơ bản của Tổng thống thứ 45. Kiên quyết kiềm hãm, đối phó với những hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Và ngăn ngừa Trung Quốc trở thành siêu cường, đẩy Mỹ ra khỏi vị trí số một thế giới. Kỳ trục này không bao giờ thay đổi, chỉ có cách thức tiến hành công cụ nó khác nhau thôi. Cái điều thứ ba muốn nói rằng là dư luận Trung Quốc có nhiều chiều lắm. Chúng ta lưu ý rằng trong 2-3 tháng vừa rồi, chính giới Trung Quốc, các báo chính luận Trung Quốc không bao giờ đưa ra cái bình luận gì về bầu cử Mỹ cả. Họ rất kín tiếng. Nhưng tôi nghĩ rằng xét trên phương diện chiến lược toàn cầu thì quan điểm cá nhân tôi, có lẽ Trung Quốc mong muốn Donald Trump thắng hơn là Joe Biden. Bởi lẽ Trung Quốc hy vọng khi mà Tổng thống Donald Trump làm nhiệm kỳ 2 thì mối quan hệ xuyên đại Tây Dương sẽ tiếp tục trở nên khủng hoảng trục trặc. Đấy là món, có thể nói là món quà lớn nhất mà Tổng thống Donald Trump đã dâng lên Trung Quốc. Khi mà quan hệ xuyên đại Tây Dương mà rất khủng hoảng trầm trọng thì Trung Quốc có điều kiện để lối kéo Liên minh châu Âu và các đồng minh khác. Cho nên tôi cho rằng là riêng cái mối quan hệ giữa Trung họ quan tâm đến Joe Biden hay mình hay là Donald Trump thì tôi nghĩ rằng họ không nói ra điều gì cả. Nhưng mà giải mạ tôi nghĩ trên phương diện chiến lược toàn cầu thì có lẽ Trung Quốc thích ông Donald Trump hơn. Vâng ạ. Xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, hàng loạt nguyên thủ các quốc gia châu Âu cũng như là lãnh đạo Liên minh châu Âu đã ngay lập tức lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden với chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và cho biết châu Âu nóng lòng được hợp tác với tân Tổng thống Mỹ để đối mặt với các thách thức mới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin. Mặc dù tin tức chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến vào tối muộn của ngày thứ Bảy cuối tuần, nhưng sau khi các hãng truyền thông lớn của Mỹ khẳng định việc ông Biden đã vượt qua ông Donald Trump ở bang Pennsylvania để chiến thắng chung cuộc, thì các lãnh đạo châu Âu cũng đã ngay lập tức đưa ra phản ứng trên mạng xã hội. Trên Twitter của mình thì Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel cho biết là ngay từ bây giờ thì Liên minh châu đã sẵn sàng để cùng với Tổng thống mới của Mỹ xây dựng một mối quan hệ đối tác liên đại Tây Dương vững chắc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì tuyên bố là người dân Mỹ đã lựa chọn ra Tổng thống của mình và xin chúc mừng các ngài Joe Biden và bà Kamala Harris. Nước Pháp cũng như là nước Mỹ thì sẽ có rất nhiều việc phải làm để gỡ bỏ các thách thức hiện nay và cả hai nước thì phải cùng hành động. Từ nước Anh thì Thủ tướng Anh Boris Johnson thì bên cạnh việc chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris thì cũng đồng thời tái khẳng định là nước Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Vương quốc Anh. Và chính phủ Anh thì mong chờ được hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới tại Mỹ trong các vấn đề ưu tiên chung từ biến đổi khí hậu cho tới thương mại và an ninh. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, người vốn có những bất đồng lớn với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài năm qua, thì lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden, đồng thời khẳng định là tình bạn liên đại Tây Dương giữa Mỹ và Đức là không thể thay thế nếu như hai bên muốn cùng nhau vượt qua những thách thức lớn của thời đại hiện nay. Lời chúc mừng chiến thắng đối với ông Joe Biden và bà Kamala Harris thì còn đến từ nhiều nước châu khác như là Italia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Ireland, cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu bà Ursula von der Leyen.
Báo chí châu Âu thì cũng đồng loạt lên các bài xã luận nhận định rằng chiến thắng của ông Joe Biden đã chấm dứt 4 năm vô cùng khó khăn đối với nền dân chủ Mỹ dưới thời ông Donald Trump. Tờ Thế Giới của Pháp thì nhận định là chiến thắng của ông Joe Biden là một chiến thắng lịch sử đến trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn và căng thẳng của xã hội Mỹ. Tờ báo này thì cho rằng là mặc dù việc ông Joe Biden chiến thắng là một tin tốt lành đối với nền dân chủ Mỹ, nhưng qua cuộc bầu cử này thì phải thừa nhận một thực tế, đó là ông Donald Trump đã tạo nên một xu hướng chính trị sẽ tác động lâu dài và làm thay đổi căn bản chính trường Mỹ trong những năm tới. Việc có hơn 70 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump là một chi tiết cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trong khi đó thì tờ Người Bảo vệ của Anh thì cũng nhận định rằng chiến thắng của ông Biden đã chấm dứt cuộc chiến mà ông Donald Trump tiến hành nhằm vào nền dân chủ và sự thật, và chiến thắng này được các đồng minh của Mỹ đón nhận. Có thể nói là mặc dù các diễn biến trước mắt tại Mỹ thì vẫn còn tương đối phức tạp khi mà ông Donald Trump chưa thừa nhận thất bại và nguy cơ một cuộc chiến pháp lý kéo dài thì vẫn còn. Nhưng mà các nước châu thì đã rất vui mừng đón nhận chiến thắng của ông Joe Biden, bởi trong 4 năm qua dưới thời của ông Donald Trump thì quan hệ đồng minh truyền thống giữa Mỹ và châu Âu đã rạn nứt một cách nghiêm trọng. Các nước châu Âu thì cho rằng là mặc dù ông Joe Biden không thể ngay lập tức mang lại phép màu cho mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, nhưng chắc chắn là sẽ ít tiêu cực hơn dưới thời ông Donald Trump. Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Quang Dũng. Và một câu hỏi cũng đang được các thính giả của chúng tôi quan tâm, đó là chính sách đối ngoại của ông chủ Nhà Trắng thứ 46. Theo tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, ông Joe Biden sẽ lựa chọn một cái chính sách đối ngoại như thế nào? Đặc biệt là mối quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu ạ, thưa ông ạ. Vâng, tôi nghĩ rằng là mình là luận viên, phóng viên của đài ở châu Âu vừa đề cập đấy, thì tôi nghĩ cái đấy là hoàn toàn là chính xác. Bởi vì tại sao? Bởi vì là trong thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy vị thế Mỹ đi xuống, là nó có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là cái chính sách đối ngoại của ông Trump. Thì là chính sách đối ngoại mang tính chất đối đầu rất là rõ rệt. Thế thì tới đây thì tôi tin rằng là với cái kinh nghiệm mà có thể nói chính trường rất là lọc lõi của ông Biden, nên nhớ là ông Biden làm thượng nghị sĩ rất nhiều năm và hai nhiệm kỳ làm phó tổng thống, thì sinh ra trong cái thế giới tinh hoa đấy nữa, thì tôi nghĩ rằng là, tôi tin rằng là cái chính sách đối ngoại của ông ấy sẽ mềm mỏng hơn rất nhiều so với cả ông Donald Trump. Rồi đối với cả châu Âu ấy, thì chúng ta thấy sự giãn nứt đấy bây giờ như là phó giáo sư Lê Văn Cương có nói, nó tạo ra một cái cơ hội cho các nước khác người ta có thể lợi dụng được. Thì tôi tin rằng là tới đây cái ưu tiên hàng đầu của ông ấy trong chính sách đối ngoại ấy, là chính là phải sửa lại cái quan hệ với cả châu Âu. Thì tôi nghĩ đây là một cái hướng ưu tiên rất lớn, vì một mũi tên sẽ bắn đi rất nhiều mục đích. Khi mà sửa lại cái quan hệ với cả châu Âu tốt ấy, thì nó sẽ liên quan đến chuyện là quan hệ với Nga, rồi từ đó nó sẽ liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là ở đây tất cả những cái này nó mang tính chiến lược, cho nên là ông Biden tới đây thì tôi nghĩ đầu tiên cái chính sách đối ngoại của ông ấy là ông ấy sẽ làm sao đó để ông ấy điều chỉnh quan hệ với cả châu Âu cho nó tốt, và đặc biệt là những cái đối tác mà truyền thống lớn nhất của Mỹ, đó là Anh, đó là Đức, đó là Pháp, đó là Ý. Thì chúng ta cũng vừa nghe biên tập viên ở châu Âu bình luận rồi, thì ngay cả Đức rồi là Pháp, Anh, người ta đều sẵn sàng hồ hởi với cả một cái việc là ông Biden thắng cử, và người ta đang trông đợi một cái làn gió mới trong cái chính sách đối ngoại của Mỹ. Và tôi nghĩ rằng ông với kinh nghiệm của Biden thì ông ấy quá thừa sức để ông ấy có thể ông ấy nắm bắt được cái cơ hội đấy, khi mà châu Âu đang sẵn sàng giang tay ra để đón nhận ông ấy và cải thiện quan hệ. Thì tôi tin rằng là không có một cái lý do gì mang tính kể cả kỹ thuật hay là mang tính chiến lược mà để ông Biden ông ấy không hướng tới cái việc là cải thiện với châu Âu. Và tôi nghĩ việc cải thiện giữa Âu nó chỉ có tốt cho Mỹ, chứ không có gần như là không có những cái hệ lụy gì mà xấu cho Mỹ cả. Thì là việc đầu tiên lên chính sách đối ngoại là sẽ với châu Âu. Thế còn ngoài ra nữa thì có thể bổ sung thêm là đối với châu Á, chắc chắn là ông ấy sẽ phải có cái nhìn nó rộng lớn hơn ngoài cái việc là Trung Quốc, bởi vì chúng ta biết trong thời kỳ vừa rồi thì là một số đối tác của Mỹ ở châu Á thì có quan hệ nó cũng giảm sút, ví dụ như với Philippines, ví dụ như với Thái Lan, thậm chí là Malaysia, Indonesia, nó đều không được thực sự là như mong đợi, như là cái trong các chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ đề ra. Thế tôi nghĩ là đây cũng là cái mảnh đất mà ông Biden sẽ phải chú ý tới, ngoài cái việc là tiếp tục củng cố gia tăng cái quan hệ với cả Nhật Bản với cả Hàn Quốc. Thì tôi nghĩ là về tổng thể thì có hai cái khu vực rất là lớn mà Biden ông sẽ phải chú ý trong thời gian tới. Vâng ạ, còn xin cảm ơn tiến sĩ Tạ Minh Tuấn. Còn thiếu tướng Lê Văn Cương có ý kiến như thế nào ạ? Tôi hoàn toàn đồng tình về ý kiến của tiến sĩ Tạ Minh Tuấn. Trên phương diện khái quát thì tôi nghĩ là có hai cái điểm nổi bật mà 4 năm sắp tới đây ông Joe Biden sẽ
làm khác ông Donald Trump. Một là khôi phục lại cả cái quan hệ đồng minh và bạn bè trên thế giới, mà cái này cái khác mà tổng thống Donald Trump. Cái điều thứ hai là ông ta đưa nước Mỹ trở lại các định chế toàn cầu, tham gia vào cái hiệp định biến đổi khí hậu của Paris năm 2015 và khôi phục lại từng bước một các cái định chế toàn cầu, tức là vai trò của Mỹ trên các định chế toàn cầu sẽ được khôi phục từng bước một, cả trên phương diện kinh tế, cả chính trị và quốc phòng an ninh. Cái là cái điểm khác biệt thứ hai quan trọng nhất mà trong 4 năm tới đây ông Joe Biden phải làm. Vâng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngoài châu Á, ngoài Trung Quốc, ngoài châu Âu ra thì Trung Đông cũng là một khu vực mà nước Mỹ có rất nhiều về lợi ích tại đó. Và thưa quý vị, sau khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống thì Iran và phong trào vũ trang Hamas đã hy vọng rằng là trong nhiệm kỳ tới, chính sách của Mỹ sẽ thay đổi để tránh sự bất công và gây hấn. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ nhận ra rằng con đường cấm vận Iran là sai lầm và sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó. Ông Rouhani nhấn mạnh sẽ tiếp tục con đường phản kháng và kiên nhẫn thúc đẩy các bên tuân thủ luật pháp quốc tế. Iran hy vọng ông Joe Biden sẽ thay đổi các chính sách gây sức ép, đồng thời nói rằng thời kỳ của ông Donald Trump và lời kêu gọi chiến tranh đã kết thúc. Người đứng đầu của phong trào vũ trang Hamas Ismail Haniyeh kêu gọi Mỹ điều chỉnh chính sách và kêu gọi chính quyền mới của Mỹ rút bỏ thỏa thuận thế kỷ và hủy bỏ quyết định coi Jerusalem là thủ đô của Israel, chấm dứt tất cả các quyết định liên quan đến việc ngừng hỗ trợ người tị nạn Palestine. Ông Haniyeh nhấn mạnh, nhân dân Palestine sẽ tiếp tục đấu tranh và đấu tranh bằng mọi biện pháp chính đáng để chấm dứt sự chiếm đóng và giành độc lập. Vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Thạch ạ. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông có dự báo như thế nào về cái quan hệ Mỹ và Trung Đông sau khi là có Mỹ có tổng thống mới? Bởi nếu như mà ông Joe Biden trở thành tổng thống mới thì chính sách Trung Đông của ông Biden dự báo sẽ có những cái nhiều khác biệt. Thưa ông ạ. Cái chính sách của tổng thống từ 46 Joe Biden đối với Trung Đông là một vấn đề cực kỳ khó khăn và phức tạp. Bởi lẽ trong 4 năm vừa rồi, chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Đông là có những thay đổi rất lớn, mang tính bước ngoặt. Và cái thay đổi của chính sách Hoa Kỳ đối với Trung Đông này, nó một phần xuất phát từ những thay đổi của địa bàn Trung Đông. Cái việc mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và một số nước khác đã bình thường hóa quan hệ Israel, đấy là một xu thế không đảo ngược được. Chỉ con Tổng thống Donald Trump tác động vào như là một chất kích hoạt làm xu thế này phát triển thêm thôi. Trên dưới thời Tổng thống Joe Biden, tôi cho rằng sẽ không có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Đông. Cho dù Tổng thống Joe Biden sẽ không vừa lòng, không đồng ý về cách làm của Tổng thống Donald Trump, nhưng Tổng thống Joe Biden sẽ thay đổi từng bước nhỏ một, chứ không tạo ra bước ngoặt. Nhưng vấn đề hợp tác giữa Israel và Ả Rập không thể đảo ngược được. Cái điều này tác động rất lớn đến cả cuộc xung đột ở Trung Đông và buộc lòng Tổng thống Joe Biden phải điều chỉnh từng bước một. Điều chỉnh cho nó đơn giản hơn, cho nó nhẹ nhàng hơn, cho nó bớt căng thẳng hơn trong quan hệ Hoa Kỳ về thế giới Ả Rập và Palestine. Cái điều này chắc chắn sẽ làm được. Nhưng những mối quan tâm lớn nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông chính là Iran. Vấn đề cái nút của Trung Đông chính là Iran. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống Joe Biden sẽ có những điều chỉnh nhất định. Và chúng ta nên nhớ rằng ông Joe Biden đã từng là phó tổng thống của ông Obama. Tôi cho rằng cái thỏa thuận P5+1 là một thành tựu lớn nhất của Tổng thống Obama đối với Trung Đông. Và có lẽ xu hướng sẽ từng bước khôi phục lại. Và cái tính chất đối đầu với Iran tôi dự đoán có thể là giảm bớt, không phải như cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Đấy là một cái thay đổi. Nếu như vậy thì tôi cho thay đổi là hợp quy luật và cần thiết. Vâng. Chỉ góp phần làm Trung Đông ổn định thế. Nếu như Hoa Kỳ tiếp tục căng thẳng, đối đầu trực diện với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thì khoét sâu thêm cả mâu thuẫn tại Trung Đông. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ cái điều chỉnh lớn nhất của Tổng thống Joe Biden trong 4 năm tới đây là điều chỉnh quan hệ với Iran. Và còn quan hệ giữa thế giới Ả Rập với Israel là một bước ngoặt theo một xu thế không thể đảo ngược được. Vâng. Chính cái xu thế này
buộc lòng Tổng thống Hoa Kỳ phải điều chỉnh quan hệ với Iran. Vâng ạ. Và chỉ như vậy thì chắc chắn cái khả năng Trung Đông sẽ giảm bớt cái căng thẳng, cái phức tạp mà chúng ta hy vọng như vậy. Vâng ạ, cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ. Còn đối với tiến sĩ Tạ Minh Tuấn ạ, ông có dự báo như thế nào về cái quan hệ Mỹ-Trung Đông ạ? Vâng, trước hết ý là tôi rất đồng ý với cả cái cách phân tích và quan điểm của Thiếu tướng Lê Văn Cương. Ở đây nhìn ngắn gọn lại, chúng ta thấy là ông Biden sẽ phải đi trên hai chân ở Trung Đông. Thứ nhất ý là một mặt tiếp tục khuyến khích cái xu thế ổn định của Trung Đông thông qua cái việc là khuyến khích Israel bình thường hóa quan hệ với các nước Trung Đông, các nước Ả Rập, cụ thể đây các nước Ả Rập. Thế thì cái xu hướng này Thiếu tướng Cương có nói là không đảo ngược được thì tôi cũng đồng ý là như thế. Cái này là không thể đảo ngược được, bởi vì là từ nhiều năm nay cái đấy nó đang tiệm tiến, và bây giờ trong thời kỳ ông Trump thì nó đạt được kết quả. Thế và cái xu hướng chung là người ta hòa hoãn, cho nên là Israel với cả các nước Ả Rập là người ta sẽ bình thường hóa dần dần với nhau. Nhưng đây là một cái xu hướng mà ông Biden ông sẽ tiếp tục ông khuyến khích. Đây là một cái chân vạc thứ nhất. Cái chân vạc thứ hai thì buộc phải giải quyết vấn đề của Iran, bởi vì cái thành quả của chính quyền Obama trong đàm phán 6 bên ấy và ra được cái thỏa thuận 6 bên ấy là cực kỳ quan trọng, bởi vì đây là cái mấu chốt trong cái câu chuyện để xử lý vấn đề hạt nhân Iran, hay nói ngắn gọn lại hơn nữa là vấn đề chống phổ biến, là một cái trụ cột rất là quan trọng ở Trung Đông, và trong đó Iran lại là người cầm trịch ở cái chuyện này. Thế thành ra là nếu như mà không quay lại cái thỏa thuận 6 bên, đảo ngược lại chính sách của ông Trump ấy, thì là cái quan hệ với Iran nó tiếp tục rất căng thẳng và rất là khó để xử lý các vấn đề khác của Trung Đông. Chính buộc ông Biden sẽ phải có cách để điều chỉnh lại chuyện này, và khả năng cao là ông ta sẽ quay trở lại cái thỏa thuận 6 bên. Mà tôi nghĩ thỏa thuận 6 bên là thỏa thuận cực kỳ tốt, có thể nói là không thể tốt hơn đối với cái quan hệ của Mỹ với cả Iran, và tất cả các nước khác, đặc biệt là các nước châu Âu và Nga cũng luôn luôn là ủng hộ cái thỏa thuận này. Cho nên tôi nghĩ là nếu như bây giờ ông Biden quay trở lại thỏa thuận này thì sẽ được các nước quan tâm, và bản thân Iran cũng cảm thấy là chút được một cái gánh nặng, và họ cũng sẵn sàng, mà thực ra là họ cũng đã nói rất nhiều lần rồi, họ sẵn sàng tiếp tục hợp tác và họ cũng mong muốn hợp tác, chứ họ không muốn là cái đối đầu, không muốn cái tiếp tục là căng thẳng cấm vận và dẫn đến những cái vấn đề mà phát sinh nảy sinh thêm của cái chuyện là chống phổ biến, đặc biệt là cái chuyện hạt nhân của Iran đấy. Thì họ cũng đã nói rồi là nếu mà quay trở lại các cái thỏa thuận 6 bên đấy thì họ tiếp tục họ tuân thủ, mà họ cũng không có nói là họ không tuân thủ. Thành ra tôi nghĩ ở đây là cái kiềng hai chân thì là rất là rõ. Thì tới đây thì chúng ta sẽ quan sát xem là cái chính sách của ông Biden ông ấy sẽ chuyển như thế nào đối với Iran, nhưng mà tôi tin là không ngoài cái thỏa thuận 6 bên. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, và rõ ràng là đặt ra rất nhiều vấn đề đối với vị tổng thống thứ 46 của Mỹ. Nguồn tin quốc tế mà chúng tôi được biết là ông Donald Trump cũng chưa có kế hoạch mời ông Joe Biden đến Nhà Trắng trong những ngày tới, và vì thông thường là hai tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau tại phòng bầu dục để trao đổi tình hình sau khi có kết quả bầu cử, và trong ít phút nữa thì ông Joe Biden sẽ có bài phát biểu, và chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự và các bản tin. Thưa quý vị, như vậy là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã có tạm kết quả rõ ràng, với phần thắng thuộc về ứng cử viên Joe Biden khi mà giành được 290 số phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump chỉ giành được 214 phiếu. Thế nhưng, liệu số phiếu này đã đồng nghĩa việc ông Biden sẽ chắc chắn trở thành vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ hay chưa, khi mà ông Donald Trump đã cảnh báo sẽ kiện đến cùng tại các bang có kết quả xít sao? Và với những diễn biến trên chính trường Mỹ cũng như là đánh giá của dư luận thế giới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cùng quý vị trong các chương trình và bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, chuyên gia phân tích quốc tế, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, chuyên gia nghiên cứu về Mỹ của Học viện Ngoại giao. Và để kết thúc phần trao đổi sáng nay, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin về cuộc đời và sự nghiệp chính trị nhiều thăng trầm của nhà lãnh đạo Joe Biden. Ông Joe Biden sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942 tại Bệnh viện Thánh Mary ở Scranton, bang Pennsylvania. Dù lớn lên trong gia đình có cha là doanh nhân, nhưng ông Biden thể hiện niềm đam mê và yêu thích chính trị từ rất sớm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Biden bắt đầu nghiên cứu lịch sử và chính trị tại Đại học Delaware. Nỗ lực theo đuổi sự nghiệp chính trị nghiêm túc giúp ông gặt hái được thành công ban đầu, với việc trở thành thượng nghị sĩ khi mới 29 tuổi. Tại thời điểm đó, ông là thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc hành trình vào Nhà Trắng của ông Joe Biden năm 2020
cũng không có một khởi đầu thuận lợi khi ông bị thua ở cả hai bang chiến trường quan trọng là Iowa và New Hampshire vào tháng 2 trước khi giành chiến thắng đầu tiên ở Nam Carolina ngày cuối tháng và sau đó giành chiến thắng ở ít nhất 8 trong số 14 bang nơi Đảng Dân Chủ tổ chức bầu cử sơ bộ vào tháng 3 với kết quả vượt mong đợi. Tôi hứa với các bạn chúng ta sẽ chiến thắng cuộc đua này. Chúng ta sẽ đánh bại ông Donald Trump. Chúng tôi sẽ thay đổi nước Mỹ để toàn bộ nước Mỹ trở nên tốt đẹp hơn. Cũng từ thời điểm đó, ông Joe Biden nổi lên là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất trong số những ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2020, ông chính thức được đề cử tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2020 với tư cách là ứng cử viên Đảng Dân Chủ cho chức Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020. Tôi sẽ không thổi bùng ngọn lửa thù hận. Tôi sẽ tìm cách chữa lành vết thương chủng tộc đã gây ra cho đất nước và không sử dụng chúng cho lợi ích chính trị. Kể từ khi giành được đề cử Tổng thống Đảng Dân Chủ cho tới hai cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ và chiến dịch vận động tranh cử tại những bang chiến trường, ông Biden đã gia tăng các cuộc tấn công sắc bén nhằm vào đương kim Tổng thống Donald Trump. Chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều khủng hoảng. Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ có một tương lai mới. Chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng ở phía trước để không phải trở về thời kỳ của sự giận dữ, hận thù và chia rẽ.